sư cho con hỏi bản chất của việc điều tâm là gì đức phật được gọi là bậc điều ngự trượng phu nghĩa là ngài có thể kiểm soát thân tâm liên tục nghĩa là luôn giữ tâm quân bình và tại sao cuộc sống phạm phu lại khiến cho việc điều tâm trở nên khó khăn vậy có phải ta cần giữ nhiều giới hơn để định tâm được mạnh hơn thì điều tâm sẽ tốt hơn không thứ nhất à, đức phật là bậc điều ngự trượng phu thì cái điều ngự trượng phu này đó không phải là điều ngự tâm nha. Yeah. điều ngự trượng phu ở đây đó tức là ngài là người có khả năng hướng dẫn dẫn đầu giáo hóa à, những con người gọi là khó dạy ví dụ như chư thiên hoặc như loài người hoặc là những người mà học cao những người có nhiều ký thì ngài vẫn có khả năng ngài điều phục được những người đó hết đó. đâm mà sao ra thích chứ không phải là cái cái kiểu là điều ngự tâm của mình thì không phải như vậy nha còn cuộc sống phạm phu tại sao cái chuyện mà điều tâm trở nên khó khăn bởi vì quý vị hưởng dục quá nhiều bởi vì quý vị không có giữ giới bởi vì quý vị lười Bởi vì chúng ta chưa có đặt cái sự quan tâm đúng mức cho pháp học và pháp hành. Chính bởi vì những lý do đó cho nên chuyện điều tâm trở nên khó khăn. Thành thử ở trong Kinh Pháp Cú kệ số 35 Đức Thế Tôn có nói là tâm khó chế lanh lẹ vùng vút theo dục trần lành thay điều phục tâm điều tâm thì an lạc tâm khó điều phục đó. tại vì tâm của mình ấy, nó đã theo cái thói quen thưởng dục rồi theo thói quen dễ vui tức là thói quen lười biếng thói quen không có quan tâm đúng mức đến chuyện tu hành và theo có thói quen là lăn trôi theo các ác nghiệp lăn trôi theo dòng sanh tử và bây giờ mình bắt nó đi theo cái ý của mình. Khó lắm. Nó giống như con cá nó đã quen cái môi trường ở nước. Mình vớt nó lên trên bờ thì nó sẽ phải dãy thành. Cho nên cái chuyện điều tâm nó không dễ. Rồi cái chuyện quý vị hỏi là giữ nhiều giới hơn để định tâm được mạnh hơn, điều tâm sẽ tốt hơn thì... Đầu tiên sư chỉ mong quý vị làm ơn làm phước giữ giùm sư năm giới trong sạch. Giữ năm giới trong sạch. Tiếp theo đó. Chỉ khi nào mình giữ được giới trong sạch rồi đó, mới tính tới chuyện tiếp theo. Đó là gì? Thu thúc sáu căn là Mắt bớt nhìn những cái không cần thiết. Tai bớt nghe những cái không cần thiết mũi bớt ngửi những cái không cần thiết lưỡi bớt nếm những cái không cần thiết ý bớt suy tư những cái không cần thiết thân bớt xúc chạm những cái không cần thiết có người họ thử họ đi vào cái tiệm massage để họ thử cái tâm của họ như thế nào nhưng mà rõ ràng khi mà có người khác mà chạm vào cơ thể của họ là cái dục nó tăng trưởng Lúc đó cái định nó biến mất Cho nên Đừng có nghĩ rằng à, Gặp cái à, điều kiện thử thách Mà mình à, Vẫn điều phục được tâm là hay Xin thưa đó là dành cho Những người giỏi kìa Và thậm chí nha Những vị chứng thiền á, Mà dính tới dục vẫn rớt thiền như thường Thành ra mình á, Yếu thì đừng có trai gió và chúng ta phải biết cách để bớt đi cái tham dục của mình biết cách để bớt đi cái sân hận của mình biết cách để bớt đi những phiền não những cái chói buộc của mình thì khi đó cái chuyện điều tâm của quý vị nó sẽ dễ hơn còn bản chất của việc điều tâm thì sư không hiểu cái bản chất của gì muốn nói tới là gì nhất mục đích của việc điều tâm thì nó giống như con ngựa nó phải thuần thì nó mới chạy chỗ này chỗ kia được cái tay của mình nó phải không có rung thì mình mới may vá được cũng vậy tâm phải được điều phục thì mới hướng đến sự tu tập giải thoát được còn cái bản chất tức là cái Nghĩa là cái ý nghĩa Của việc điều tập Đó là. Làm cho tâm của mình Trở nên nhu nhuyến Trở nên dễ sử dụng Như trong Tăng Chi Đức Thế Tôn nói, Này các tỳ kheo à ta chưa thấy một pháp nào mà bởi pháp đó đem lại những lợi ích lớn như là tâm có tu tập, tâm có tu tập này các tiền theo đem lại lợi ích lớn và quả báo lớn.